thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Nutrilite kỷ niệm 80 năm phát triển. Vào năm 1934, cha tôi Karen Bob đã giới thiệu thực phẩm bổ sung đa vitamin, đa khoáng chất đầu tiên tại nước Mỹ với các thành phần dưỡng chất từ thực vật. Vào năm 1942, cha tôi phát triển phương pháp canh nông Nutrilite của ông qua việc trồng cỏ linh lăng mà không sử dụng thuốc trừ sâu hay hóa chất có hại. Năm 1948, Nutrilite Double S được bán với giá $20. Ngày nay, Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Năm 1949, những nhà sáng lập tương lai của Amway, Jay Van Andel và Rich DeVos trở thành những nhà phân phối hàng đầu của sản phẩm Nutrilite. Năm 1956, Nutrilite sản xuất một trong những thực phẩm bổ sung vitamin C có nguồn gốc từ tự nhiên đầu tiên, đó là Acerola Cherry. Năm 1958, Nutrilite ra mắt tài liệu đầu tiên về sự thiếu hụt dinh dưỡng của con người. Năm 1972, Nutrilite Products Inc. trở thành một phần của tập đoàn Amway. Năm 1989, khoa y tế dự phòng CF Rainbow được thành lập tại Đại học Y khoa Stanford. Năm 1998, số lượng trang trại hữu cơ tăng lên gấp đôi. Mỗi địa điểm đều được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm. Năm 2002, Nutrilite được công nhận là nhãn hiệu vitamin và khoáng chất được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các trang trại hữu cơ được chứng nhận của mình. Năm 2004, Viện Tư vấn Sức khỏe Nutrilite thành lập Ban Cố vấn Khoa học. Tham gia vào Ban Cố vấn là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Năm 2012, nghiên cứu của Nutrilite về sự thiếu hụt dưỡng chất thực vật trên người Mỹ và người Hàn Quốc được công bố trên báo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Năm 2013, ra mắt dòng sản phẩm Body Key by Nutrilite và True VBT by Nutrilite, gồm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp từ bên trong. Sản phẩm Nutrilite có mặt tại hơn 64 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, Nutrilite tổ chức kỷ niệm 80 năm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn nhờ chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn chính là những sản phẩm tốt nhất của sản phẩm và giúp Nutrilite đạt được vị trí là nhãn hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có doanh thu đứng đầu thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai,
chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết, trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp lý. Tại sao lại bổ sung dinh dưỡng? Khoảng 75% dân số thế giới không ăn đủ số lượng trái cây và rau củ như được khuyến cáo. Vì bận rộn, vì điều kiện môi trường làm giảm lượng dưỡng chất trong rau củ, sẽ có sự mất cân đối giữa những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta cần ăn. Vậy làm sao để giải quyết sự mất cân đối này? Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng thông qua việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thực vật có chứa phytonutrient. Tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Chăm sóc đất đai, chăm sóc con người. Karen Bo, nhà sáng lập Nutrilite. Tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, một cơ hội để phát triển rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ. Không chỉ là cỏ linh lăng, rau bina hay bông cải, tôi cũng thích ngắm nhìn những con người căng tràn sức sống, sức sáng tạo. Và nơi này đã giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê của mình. Nông trại Nutrilite, El Petaco, Mexico. Tôi thật sự không thể kể hết lý do vì sao tôi lại gắn bó với công việc này. Có một sự gắn kết mạnh mẽ giữa đất đai và con người sinh trưởng nơi đây. Mọi người yêu nông trại của họ. Và khi sâu chuỗi các yếu tố này với nhau, với canh tác hữu cơ, chúng tôi biết rất rõ những gì chúng tôi đang làm đã góp phần đưa thực phẩm bổ sung của chúng ta nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi là một phần của một bức tranh, và tôi thích ngắm nhìn bức tranh ấy. Nutrilite cùng với tất cả các thành phần tinh túy, chúng tôi đang làm việc như một đại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe của mọi người. Chúng tôi luôn tìm cách gìn giữ sự tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Và các bạn đã trông thấy những con người đang cần các giá trị ấy. Họ chỉ đang chờ cơ hội để phát triển rực rỡ. Công ty đang giúp chúng tôi thực hiện điều đó ở vùng đất xa xôi này.
Chào mừng các cô bác và các anh chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Nguyễn Thị Hiền và đến từ Chí Linh, Hải Dương. Rất vui hôm nay được làm MC để cùng giao lưu với cô bác và các anh chị ạ. Trong cái giai đoạn hiện nay thì cô bác và anh chị thấy rằng là chúng ta đang sống trong chống lại đại dịch COVID-19 đúng không ạ? Thì chúng ta mới thấy rằng là cái sức khỏe là rất là quan trọng. Và để có một cái sức khỏe tốt thì chúng ta phải có chế độ tập thể dục này, có tinh thần lạc quan và phải có một bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thế thì theo Hiền biết thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì ngoài việc sử dụng thuốc là 30% này, chúng ta cần 30% để có một bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và 40% là tinh thần lạc quan cho các bệnh nhân COVID-19 để có thể là nhanh chóng khỏi bệnh. Thì cô bác và anh chị thấy rằng là cái bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng là rất là quan trọng đúng không ạ? Thì theo cô bác và anh chị thì cái bữa ăn của chúng ta mà đầy đủ các chất dinh dưỡng thì chúng ta cần có những cái chất gì ở trong cái bữa ăn đấy ạ? Cô bác và anh chị có thể cho Hiền biết được không ạ? Chất đạm này, chất bột đường này, chất béo này, chất xơ hay là vitamin đúng không ạ? Rất là nhiều những cái ý kiến mà mọi người đưa ra. Và để có một cái bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thì chúng ta phải có tỷ lệ hợp lý giữa chất tinh bột, chất đạm, chất béo. Tuy nhiên thì hiện nay thì có thể là do công việc rất là bận rộn nên nhiều gia đình chọn cho mình những thực phẩm ăn nhanh này, những cái thực phẩm chế biến sẵn cho cái bữa ăn của gia đình mình. Thì những bữa ăn như vậy thì chủ yếu là các chất tinh bột, chất đạm và chất béo thì là rất là nhiều. Tuy nhiên thì chất xơ và cái lượng vitamin thì lại rất ít. Thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Chúng ta cần phải ăn uống hợp lý, các khẩu phần ăn, các chất dinh dưỡng làm sao cho hợp lý để chúng ta sẽ thể có một cuộc sống, có một sức khỏe tốt hơn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem chất xơ thì có đến từ những thực phẩm nào, tác dụng như thế nào, nó có quan trọng đối với cơ thể của chúng ta hay không. Chúng ta ăn bao nhiêu chất xơ hàng ngày thì chúng ta sẽ đủ. Thì chúng ta hôm nay sẽ được nghe chia sẻ từ một bạn trẻ đến từ Hà Nội. Bạn đã tốt nghiệp Đại học Tài chính Ngân hàng, có thời gian làm việc trong ngành may. Và hiện nay thì bạn đang xây dựng kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động. Đó là bạn Hoàng Hiếu. Cô bác và anh chị có thể cho Hiền xin một tràng số 2 để mời Hoàng Hiếu lên chia sẻ được không ạ? Mời Hoàng Hiếu ạ. Hoàng Hiếu bật mic lên chia sẻ với mọi người nào. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên Hiếu xin gửi lời chào đến các anh chị đang có mặt trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay ạ. Cảm ơn MC Nguyễn Hiền đã giới thiệu rất là đầy đủ về Hiếu. Thì Hiếu tên đầy đủ là Hoàng Thị Minh Hiếu ạ. Hiếu đến từ Hà Nội và hiện tại là Hiếu đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì ngày hôm nay khi mà anh chị được mời vào trong phòng Zoom này từ những người bạn của mình ạ, thì có phải là chúng ta có một chủ đề liên quan đến sức khỏe đúng không ạ? Và vậy thì Hiếu tin tưởng rằng là anh chị là những người rất là quan tâm đến sức khỏe của mình đúng không ạ? Và Hiếu sẽ xin phép cái phần chia sẻ của mình bằng slide đúng không ạ? Lấy cho máy đây. Đấy. Ông thử đây. Hiếu bật lại mic. Hiếu ơi bật lại mic cho chị nhé. Bật lại mic cho chị. Anh chị lưu ý giúp Hiếu là mình sẽ kiểm soát mic trong quá trình mình giao lưu với nhau được không ạ? Và anh chị thì có thể là cùng mở cam để tương tác được không ạ? Vì làm việc ở trên Zoom như này thì thực ra là chỉ có Hiếu ở trước cái màn hình điện thoại thôi ạ. Nếu mà được nhìn thấy anh chị nữa thì chắc sẽ có rất là nhiều năng lượng hơn nữa. Anh chị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì có thể cho Hiếu xin một tràng số 8 để thể hiện sự đồng ý của anh chị được không ạ?
Dạ MC ơi, MC xem giúp Hiếu là đã nhìn thấy màn hình chia sẻ của Hiếu chưa ạ? Nhìn thấy rồi Hiếu ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cái chương trình ngày hôm nay ấy là nằm trong chuỗi chương trình về dự án chăm sóc sức khỏe chủ động anh chị. Và cái mục tiêu mong muốn mà ban tổ chức chương trình, những người mà làm ra chương trình này, tổ chức ra chương trình này, thì đó là mong muốn là chia sẻ những kiến thức chăm sóc sức khỏe đến tất cả các anh chị, để chúng ta cùng xây dựng một cái cộng đồng khỏe mạnh, đúng không anh chị? Và tầm quan trọng của sức khỏe như thế nào ạ? Anh chị có bao giờ tự đặt ra câu hỏi này cho mình không ạ? Cuộc sống này thì chúng ta nỗ lực về điều gì anh chị? Cái phần này thì anh chị có thể cùng giao lưu với Hiếu được không ạ? Có thể là cho vào phần khung chat được không ạ? Mình đánh vào khung chat giúp Hiếu được không ạ? Dạ vâng, có phải là chúng ta nỗ lực vì gia đình của mình đúng không ạ? Vì con cái? Chúng ta cũng nỗ lực rất là nhiều năm cho một ngôi nhà đẹp như mơ ước đúng không ạ? Nỗ lực về cho việc sở hữu những chiếc xe đẹp đúng không ạ? Của cải vật chất, và những người phấn đấu rất nhiều cho địa vị hay là sự nghiệp, và cũng có rất là nhiều người yêu thích về du lịch đúng không ạ? Và Hiếu thấy anh chị tương tác rất là nhiệt tình ạ, xin cảm ơn anh chị. Rất là nhiều người nỗ lực cho cái xây dựng sự nghiệp của mình, và tất cả những cái điều mà chúng ta nỗ lực này thì nó sẽ nằm sau một điều quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và điều này chiếm vị trí số 1. Và nếu không có điều này, không có được cái này, thì tất cả những cái số 0 đằng sau nó không còn giá trị nữa anh chị. Đó chính là sức khỏe ạ. Vậy thì chúng ta đã thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình đúng cách chưa ạ? Theo tổ chức WHO công bố thì những cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe đó là 15% do di truyền anh chị, 7% do cái khí hậu nơi mình sinh sống, 10% là do xã hội ạ. Và bác sĩ thì sẽ giúp chúng ta 8% ạ, khi mà chúng ta có bệnh thì đến bác sĩ đúng không ạ? Và cái phần quan trọng đó là tự chăm sóc sức khỏe mình ấy. Tức là việc chúng ta có kiến thức chăm sóc sức khỏe, chúng ta là bác sĩ của chính mình, thì nó sẽ chiếm đến 60% anh chị. Tức là cái phần quan trọng nhất đúng không ạ? Vậy thì việc có kiến thức chăm sóc sức khỏe vô cùng quan trọng phải không ạ? Thế còn nguyên nhân gây ra bệnh tật thì sao ạ? Phần lớn mọi người rất là sợ đến bệnh viện đúng không ạ? Vậy thì tại sao mà có bệnh và phải đến viện ạ? Có phải là trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì cái nguồn thực phẩm của chúng ta nó có cái tình trạng ô nhiễm rất là nhiều đúng không ạ? Thực phẩm nó không còn sạch như trước đây nữa. Và không khí cũng bị ô nhiễm này, nguồn nước ô nhiễm, việc căng thẳng, stress, cái việc mà chúng ta rất là lười, hạn chế vận động, đó cũng là một những nguyên nhân mà sẽ gây nên bệnh tật. Và việc thức khuya đấy anh chị, chúng ta có hay thường thức khuya đúng không ạ? Rất là nhiều người thức khuya thì có thể là công việc bận rộn, hoặc là có những người lướt web, lướt Facebook đúng không ạ? Đây là cái thói quen mà đặc biệt là trong cái mùa giãn cách như này đúng không ạ? Và đặc biệt có một phần đó là những cái yếu tố, những cái cảm xúc mà gây hại cho cơ thể, anh chị biết không ạ? Sợ hãi thì sẽ gây hại cho thận ạ. Lo lắng thì hại dạ dày. Tức giận thì hại gan ạ. Vậy thì anh chị, chúng ta có phải là nên là hạn chế những cái cảm xúc tiêu cực này đúng không ạ? Và sẽ có rất là nhiều cách, ví dụ chúng ta có thể tham gia những cái cộng đồng tích cực, được không anh chị? Và hy vọng rằng cộng đồng chăm sóc sức khỏe chủ động này cũng là một cái cộng đồng tích cực mà anh chị có thể là đưa vào cái danh sách của mình và cùng kết nối giao lưu, được không anh chị? Và sức khỏe thì sức khỏe của bản thân mình ấy, thì là dựa vào anh chị? Đương nhiên khi có bệnh thì là chúng ta sẽ cần phải dựa vào bác sĩ đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng mà để mà đến gặp bác sĩ thì lúc đấy là sẽ không còn vui nữa đúng không anh chị? Còn cái việc quan trọng hơn đó là phòng bệnh. Phòng bệnh thì chúng ta dựa vào ai ạ? Dựa vào chính bản thân mình anh chị. Và có một quan điểm đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hiếu cũng rất là thích cái quan điểm này anh chị. Bác sĩ tốt nhất là chính bản thân mình ạ. Và bệnh viện tốt nhất chính là ngôi nhà của mình, cái căn bếp của mình anh chị. Và
cái thuốc tốt nhất thì chính là thức ăn, là dinh dưỡng anh chị. Và những yếu tố tạo nên sức khỏe tối ưu thì sao ạ? Đó là một lối sống lành mạnh, đúng không ạ? Tinh thần của chúng ta cần phải luôn luôn lạc quan, tích cực, đúng không ạ? Cần quan trọng đến cái giấc ngủ của chúng ta, ngủ nghỉ cần phải đúng giờ giấc. Và thói quen ăn uống cũng phải lành mạnh, là những cái thực phẩm chúng ta có chọn lọc, chứ không phải là thích gì ăn đấy, đúng không ạ? Cái điều này rất là quan trọng anh chị nhé. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là vận động thể dục thể thao ạ. Anh chị có hay vận động thường xuyên không ạ? Nếu mà có thể nhấn phím số cho công chat số 1, còn nếu không thì ghi số 0 cho Hiếu được biết không ạ? Để kiểm tra xem anh chị ở đây là có bao nhiêu người xong chúng ta là thích vận động và tích cực vận động ạ. Wow, Hiếu thấy rất là nhiều số 1 ạ. Cảm ơn anh chị, chứng tỏ là anh chị rất là biết quan tâm đến sức khỏe của mình ạ. Dạ, mong là không có số 0 nào ạ. Chúc mừng anh chị. Và yếu tố thứ ba liên quan đến dinh dưỡng hợp lý anh chị. Cái phần dinh dưỡng này là phần chúng ta, tất cả những cái ba yếu tố này chúng ta đều có thể kiểm soát được anh chị. Đây là những yếu tố chúng ta có thể kiểm soát được. Và quan trọng là anh chị có mong muốn là sức khỏe của mình thật là tốt không? Là tối ưu không ạ? Và cái phần ăn uống dinh dưỡng này thì có một điều là chúng ta có thói quen ấy là sẽ ăn những cái thứ mà chúng ta thích thôi ạ, chứ không phải ăn những thứ chúng ta cần. Ví dụ là chúng ta ăn rất là nhiều tinh bột, đúng không ạ, rất là nhiều chất chiên, rất là nhiều thực phẩm chiên xào rán nướng, nhưng mà cái việc mà bổ sung rau củ quả ấy, thực vật ấy, thì nó lại không thực sự cân đối. Đó là một điều chúng ta có thể lưu ý lại, quan tâm lại, đúng không ạ? Và xin mời anh chị xem một cái clip của tổ chức có thể chia sẻ về những cái thông tin về dinh dưỡng ạ. Xin mời anh chị theo dõi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp lý. Tại sao lại bổ sung dinh dưỡng? Khoảng 75% dân số thế giới không ăn đủ số lượng trái cây và rau củ như được khuyến cáo. Vì bận rộn, vì điều kiện môi trường làm giảm lượng dưỡng chất trong rau củ, sẽ có sự mất cân đối giữa những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta cần ăn. Vậy làm sao để giải quyết sự mất cân đối này? Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng thông qua việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thực vật có chứa phytonutrient. Dạ vâng, qua phần video vừa rồi thì anh chị cũng có rất là nhiều thông tin, đúng không ạ? Và vô cùng thú vị, đúng không ạ? Có một cái thông tin mà anh chị có thể nhớ là cái video này chia sẻ về một cái gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Nó là cái tạo nên màu sắc tự nhiên của rau củ quả. Và cái việc mà ăn rau củ quả ấy, thì không phải chỉ có nguyên màu xanh hoặc những cái màu thông thường như màu cam đâu anh chị, mà nó có tận 5 màu sắc thực vật. Và mỗi màu sắc nó sẽ tạo nên có tác dụng đối với một vấn đề cụ thể, như là màu xanh thì sẽ tốt cho tế bào, đúng không ạ? Màu trắng tốt cho xương khớp, màu cam thì tốt cho thị lực mắt, màu đỏ thì rất là tốt cho tim mạch, và màu tím thì tốt cho trí não. Và anh chị có thể tự kiểm tra lại xem là cái thói quen ăn uống của mình, cái việc bổ sung rau củ quả của mình đã đủ và phong phú 5 màu sắc này chưa ạ? Điều này rất là quan trọng anh chị nhé, vì phytonutrient chính là một cái chất chống oxy hóa rất là tốt cho cơ thể, và sẽ giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, được không ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới,
Và cái chương trình chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đó là chất xơ, là cái việc mà chúng là cái chất mà chúng ta bổ sung từ việc ăn uống, đúng không ạ? Rau củ quả. Và chất xơ rất là cần thiết, và cần thiết như thế nào thì là anh chị sẽ cùng Hiếu tìm hiểu tiếp được không ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể giao lưu rất thật với nhau, anh chị đồng ý không ạ? Cái này cần rất là thực tế, đúng không ạ? Anh chị có ngại cái vấn đề này không ạ? Thì Hiếu sẽ xin chia sẻ những cái thông tin mà chúng ta có thể tự kiểm tra cái sức khỏe của mình, đúng không anh chị? Thì đầu tiên ý, nói đến cái sức khỏe, thì cái sức khỏe đường ruột tiêu hóa nó vô cùng quan trọng, đúng không anh chị? Thì cái việc mà đi đại tiện ấy, nó là một nhu cầu thiết yếu của chúng ta, đúng không ạ? Và nó sẽ là cái việc mà chúng ta đào thải, cơ thể đào thải các chất cặn bã sau khi cơ thể đã hấp thụ triệt để chất dinh dưỡng anh chị. Và chúng ta thường hỏi nhau là, có thói quen hỏi nhau là bạn có khỏe không ạ? Cái câu này gọi là câu cửa miệng đi anh chị, câu chào hỏi, đúng không ạ? Thì có bao giờ anh chị tự hỏi mình là mình có khỏe không ạ? Cái việc mà biết được cái tình trạng sức khỏe ấy, thì là chúng ta nên có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hai lần một năm, đúng không ạ anh chị? Nhưng mà đó là phần lớn là mọi người sẽ thông thường là có dấu hiệu rồi, có cảm giác có trục trặc về sức khỏe nó không ổn nữa rồi, chúng ta mới đến bệnh viện, đúng không ạ? Nhưng có một cách đơn giản hơn mà chính chúng ta có thể tự kiểm tra được, đó là việc kiểm tra cái tình trạng chất thải của chúng ta sau khi đi đại tiện vào mỗi ngày, đúng không ạ? Và Hiếu có một số cái câu hỏi, một số cái gợi ý mà anh chị có thể tự kiểm tra được cái vấn đề này của mình, đúng không ạ? Cái vấn đề này rất là đơn giản, nhưng mà thực ra nó cũng thực tế. Nên là đầu tiên là anh chị có thể kiểm tra được là hình dạng phân ở lần đại tiện gần nhất của mình ạ. Nó rắn hay lỏng, đó nó sẽ liên quan đến cái tình trạng chúng ta đang ở tình trạng là bình thường, táo bón hay là tiêu chảy, đúng không ạ? Và tần suất đi đại tiện thì sao ạ? Nhiều hơn 3 lần một ngày là đang ở tình trạng là có vấn đề về tiêu hóa rồi, bị tiêu chảy rồi, đúng không ạ? Còn 3 lần mỗi ngày hoặc là 3 lần một tuần thì là ở tình trạng bình thường anh chị nhá. Còn ít hơn 3 lần một tuần thì có phải là đã bị táo bón rồi, đúng không ạ? Trong tình trạng bị táo bón rồi, đúng không ạ? Và kiểm tra cái lượng phân khi đi đại tiện ít hơn 200 g mỗi tuần thì là ở cái tình trạng táo bón, và từ 200 đến 400 g mỗi lần thì là tính trên lần nhá, là ở tình trạng bình thường. Và có một cái câu là để kiểm tra sức khỏe tốt nhất ấy, thì là cái chất thải khi mà sau mỗi lần đại tiện ấy, nó phải gọi là tiêu chuẩn 5 sao, đúng không ạ? Và thì táo bón ấy, nó là cái tình trạng mà ít nhất chúng ta sẽ, bất kỳ ai trong chúng ta sẽ ít nhất gặp một lần trong đời. Hoặc có những người mà gặp cái tình trạng này rất là thường xuyên, mà gọi là nỗi khổ luôn anh chị. Và táo bón thì là cái tình trạng mà phân khô, cứng nhỏ và rất là khó khăn khi đi đại tiện, tần suất dưới 3 lần mỗi tuần và lượng phân đi đại tiện dưới 200 gram ạ. Và cái tình táo bón thì nó có hai tình trạng anh chị. Đầu tiên là táo bón ngắn hạn thì nó sẽ gây nên cái tình trạng khó chịu như là đầy hơi, đau bụng và đi phân có máu. Còn nặng hơn thì táo bón mãn tính là có những cái tình trạng của táo bón ngắn hạn. Nhưng mà nó nặng hơn là có thể là gây ra tình trạng trĩ này, xa trực tràng và nứt hậu môn. Táo bón ngắn hạn thì chúng ta có thể điều chỉnh và trở lại bình thường, đúng không anh chị? Nhưng mà để đến khi mà chúng ta không quan tâm và để đến tình trạng nặng như táo bón mãn tính thì nó sẽ gây nên những triệu chứng trầm trọng hơn nữa về sức khỏe và rất là nguy hiểm anh chị. Vậy thì nguyên nhân gây táo bón là gì ạ? Anh chị có thể cùng Hiếu kiểm tra, khi mà Hiếu chia sẻ thông tin này, anh chị có thể cùng kiểm tra xem mình đã có bị vướng vào một trong những cái vấn đề này không anh chị nhá. Đầu tiên là ăn ít trái cây, rau củ quả ngũ cốc ạ. Thứ hai là không uống đủ nước. Uống đủ nước thì sao ạ? Chúng ta phải uống ít nhất là 0,4 lít nước trên 10 kg cân nặng. Anh chị có thể kiểm tra cái lượng nước này nhá, bao gồm tất cả các loại nước trung bình và các loại nước uống trong bữa ăn ấy, nước canh các kiểu ạ. Và tình trạng thứ ba là ít vận động, ngồi làm việc trong thời gian dài, thì cái vấn đề này hay gặp ở những người làm văn phòng. Thứ tư là không tập thể dục thường xuyên. Thứ năm là căng thẳng, lo lắng thường xuyên. Cái căng thẳng này là một cái vấn đề mà trong cuộc sống hiện đại mà chúng ta luôn luôn gặp phải, đúng không anh chị? Có rất là nhiều vấn đề làm chúng ta căng thẳng. Thứ tiếp theo là thay đổi thể chất đột ngột.
Và một cái yếu tố nữa là tác dụng phụ của thuốc. Thì cái việc mà những ai mà phải điều trị thuốc ấy, hoặc là lạm dụng quá cái thuốc kháng sinh ấy, thì nó cũng gây là một nguyên nhân gây nên táo bón anh chị. Và việc chúng ta nhịn đi đại tiện cũng là một nguyên nhân gây nên táo bón ạ. Anh chị lưu ý những vấn đề này và kiểm tra lại xem là mình có bị vướng những vấn đề này không anh chị nhá. Và cái việc mà bổ sung trái cây, rau, củ, quả thì sẽ cải thiện cái tình trạng táo bón rất nhiều, bởi vì là trong trái cây, rau, củ, quả nó sẽ có chứa chất xơ và giúp giảm nguy cơ gây táo bón cũng như các bệnh lý về hệ tiêu hóa anh chị. Vậy thì chất xơ là gì? Mời anh chị xem một cái clip mà chia sẻ cho chúng ta cái tổng quan về chất xơ đúng không ạ? Khi mà vào cơ thể đúng không ạ? Tuy chất xơ rất cần thiết với sức khỏe của con người, song lại ít được quan tâm hơn các loại dinh dưỡng khác. Chất xơ là một phần của thực phẩm chúng ta ăn vào. Hệ tiêu hóa của con người không có men để có thể tiêu hóa được chất xơ. Vậy tại sao trong chế độ ăn cần có chất xơ? Chất xơ đóng vai trò như thế nào đối với sức khỏe của con người? Khi ăn thực phẩm giàu chất xơ, quá trình nhai lâu sẽ kích thích tuyến nước bọt hoạt động, tiết ra nhiều men tiêu hóa hơn, hỗ trợ tiêu hóa chất bột đường dễ dàng. Chất xơ sẽ di chuyển theo đường thực quản đi vào dạ dày và ruột non. Trong quá trình di chuyển, chất xơ không bị ảnh hưởng bởi các men tiêu hóa, tiết ra bởi dịch vị dạ dày hay trong ruột non. Tuy nhiên, chất xơ tan sẽ làm chậm lại sự di chuyển của thức ăn trong ruột non, nhờ đó tạo cảm giác no lâu, đồng thời làm chậm quá trình hấp thu bột đường vào trong máu, giảm tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Phần còn lại của thức ăn không được hấp thu ở ruột non, bao gồm luôn cả chất xơ, sẽ di chuyển xuống ruột già để đào thải ra ngoài. Khi đó, chất xơ không tan sẽ hoạt động như một miếng bọt biển, hút lượng nước có sẵn, làm phân trương nở và mềm hơn. Từ đó, kích thích hoạt động co bóp của ruột già, thôi thúc đẩy chất thải ra ngoài. Ngoài ra, trong chất xơ còn có một thành phần gọi là prebiotic. Chất này đóng vai trò là nguồn thức ăn chính của các vi sinh vật có lợi cho đường ruột, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, chất xơ tan cũng giúp tạo ra một lượng nhỏ các axit béo mạch ngắn có lợi khi sử dụng. Và vừa rồi là những cái thông tin rất là cơ bản về chất xơ mà anh chị rất là dễ hình dung qua cái video clip rất là trực quan đúng không ạ? Vậy thì chất xơ là gì anh chị? Là các chất thuộc nhóm bột đường, carbon hydrate, nhưng mà lại không nằm trong nhóm tinh bột ạ. Và nó đến từ các loại rau củ trái cây anh chị. Và chất xơ sẽ không được tiêu hóa và hấp thụ khi đi qua ống tiêu hóa. Và vì như thế nên là chất xơ sẽ không cung cấp năng lượng cho cơ thể giống như là chất bột đường, đạm hay là chất béo đâu ạ. Và các chất xơ thì có trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật ạ. Nhấn mạnh lại một lần nữa là các loại rau, trái cây, rau củ quả ạ. Và sẽ giữ cho hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh. Chất xơ thì chia làm hai loại đúng không anh chị? Trong video vừa mới thông tin ạ. Đó là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan thì sao ạ? Là những là sẽ có đặc điểm là không tan trong nước. Thành phần nó là thành phần cứng có trong các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau xanh, ví dụ như là cám lúa mì này, cám yến mạch, các loại đậu và rau xanh ạ. Còn chất xơ không hòa tan thì khi mà vào đường tiêu hóa nó sẽ tạo thành chất gel ạ. Và nó có các trong các loại rau mà có độ nhớt cao, ví dụ rau đay mùng tơi đúng không ạ, chuối, rất là nhiều loại mà anh chị có thể thấy. Và trong chất xơ hòa tan ấy thì có một số chất xơ thì nó sẽ có probiotic, nó chính là nguồn thức ăn cho cái vi sinh vật có lợi ạ. Thì trong hệ tiêu hóa của chúng ta ấy thì là tồn tại một cái hệ vi sinh vật. Ở trong đó có lợi khuẩn và hại khuẩn đúng không anh chị? Chúng ta thấy rất là nhiều trên quảng cáo trên TV đúng không ạ? Thì trong chất xơ này thì sẽ có probiotic và nó là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn ạ. Và sẽ giúp tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa. Và chất xơ probiotic thì có phổ biến ở trong là măng tây này, chuối này, các loại tỏi hay là rau xanh. Đó. Và tầm quan trọng của chất xơ đối với cơ thể thì sao ạ? Chất xơ thì được coi là một cái loại thực phẩm chức năng và tác dụng của nó thì là chống táo bón này, phòng chống các bệnh đường ruột, hỗ trợ cân bằng vi sinh đường ruột, giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết rất là tốt. Đồng thời những ai mà
ở trong cái tình trạng mà bị thừa cân hay béo phì ạ, thì chất xơ cực kỳ quan trọng anh chị, nó sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả và phòng chống bệnh đường ruột. Thì đó là tác dụng của chất xơ không hòa tan anh chị, nó sẽ hấp thụ một số chất có hại và thải loại các sản phẩm oxy hóa, các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Còn cái việc hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột như Hiếu vừa nói thì nó là chức năng của chất xơ hòa tan prebiotic ạ. Nó sẽ nuôi dưỡng gia tăng sự tăng trưởng và hoạt động của các lợi khuẩn. Thì cái tỷ lệ cân bằng ấy gọi là tỷ lệ vàng trong hệ vi sinh vật đường ruột ấy, thì đó là tỷ lệ 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Nó duy trì ở mức cân bằng này thì chúng ta sẽ có một cái hệ tiêu hóa, một cái đường ruột rất là khỏe mạnh đúng không ạ? Còn nếu không ấy thì là nó sẽ có những nguy cơ đúng không ạ? Còn cái việc mà giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết thì nó là vai trò của chất xơ hòa tan anh chị. Nó sẽ gắn vào cholesterol và đường, sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ cholesterol và bột đường vào trong cơ thể. Đó. Còn trong việc hỗ trợ kiểm soát cân nặng thì sao ạ? Trong việc giảm cân thì sao ạ? Nó sẽ là vai trò của cả hai loại chất xơ không hòa tan. Nó sẽ giúp gia tăng thể tích thức ăn, làm đầy dạ dày và ruột, tạo cảm giác nhanh no và giảm phản xạ đói. Cái điều này rất là quan trọng đối với những người muốn giảm cân đúng không ạ? Còn chất xơ hòa tan thì sao? Nó sẽ bọc lấy thức ăn này, làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn chặn sự tiêu hóa và hấp thụ chất béo vào cơ thể ạ. Và chất xơ rất là quan trọng đúng không anh chị? Và theo khuyến nghị của tổ chức WHO ấy, thì là cái nhu cầu chất xơ cần thiết cho cơ thể ấy, là sẽ là 14 gram chất xơ cho mỗi khẩu phần mà 1.000 kilocalo đúng không ạ? Cho mỗi 1.000 kilocalo và cái khẩu phần chất xơ trong một ngày ấy, đặc biệt là đối với người Việt Nam ấy, thì sẽ là 20 đến 22 gram chất xơ ạ. Và những loại mà thực phẩm mà có thực phẩm chúng ta ăn thường ăn hàng ngày là gạo trắng này, bột mì này, các loại bánh mì, ngũ cốc rồi các loại bánh ạ, thì nó là những thực phẩm đã tinh chế rồi và có rất ít chất xơ anh chị. Còn những loại thực phẩm mà có nhiều xơ thì sao ạ? Là anh chị có thể quan sát trên hình ạ, các loại rau củ như là súp lơ này, cà rốt này, các loại khoai này, các loại quả như là bơ này, lê này, táo, chuối, cam, dâu đúng không ạ? Các loại ngũ cốc nguyên hạt, nguyên cám anh chị nhá. Các loại đậu này, lúa mì này, ngô này. Đó, vân vân các loại hạt nữa. Và anh chị từ cái thông tin này thì anh chị có thể có thêm lựa chọn, cân đối cái sự lựa chọn trong việc trong thực phẩm của mình được đúng không ạ? Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì đưa ra cái khuyến nghị, nhu cầu khuyến nghị lượng rau củ quả là từ 400g đến 720g mỗi ngày. Nhưng mà thực ra cái lượng này là chúng ta cũng không đủ đâu anh chị. Và bổ sung các loại rau củ quả đa dạng với 5 màu sắc, như Hiếu vừa trao đổi thông tin lý do vì sao đúng không ạ? Đó, đủ 5 màu sắc anh chị, 5 màu sắc cơ bản, 5 nhóm màu cơ bản. Và có một tình trạng là 57% người Việt trưởng thành thì là ăn thiếu rau xanh và trái cây. Hiểu thấy có rất là nhiều người chia sẻ là mình có thói quen ăn rất là nhiều rau. Nhưng mà cái lượng rau không đủ anh chị. Lý do vì sao ạ? Vì ăn rồi nhưng mà còn cái việc chúng ta hấp thụ vào cơ thể nữa cơ ạ. Điều này cũng rất là quan trọng. Không phải là chúng ta ăn một cân rau là nó sẽ đưa dinh dưỡng, đưa những cái chất cần thiết vào cơ thể là đủ cái phần này đâu ạ. Nó còn cái quá trình thải loại nữa anh chị. Và hậu quả của việc thiếu hụt chất xơ thì anh chị biết rồi đúng không ạ? Sẽ gây nên tình trạng táo bón này, trĩ này, tiểu đường, tim mạch, huyết áp đúng không ạ? Nguyên nhân gây nên thiếu hụt chất xơ thì đó là tập quán ăn uống đúng không ạ? Thị hiếu, sự tiếp cận với nguồn rau củ quả. Cái này cũng rất là quan trọng. Ví dụ ở châu Á ấy, hoặc đặc biệt ở Việt Nam ấy, những cái loại rau củ quả màu tím thì hầu như rất ít đúng không anh chị? Mà chúng ta lại cần phải ăn đa dạng đủ 5 màu sắc đúng không ạ? Và cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng rất là quan trọng. Bây giờ cái rau sạch thì rất là cũng rất là hạn chế đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái thời kỳ mà nó dịch bệnh rất là căng như này thì có những cái vùng mà trong vùng dịch ấy, thì là cái nhu cầu về rau ấy của mọi người được đáp ứng rất là hạn chế đúng không ạ? Và xin mời và cái việc mà ăn dinh dưỡng ăn uống chúng ta thiếu hụt như thế rồi thì làm sao để bổ sung vào để có bổ sung thêm nguồn này, vì khẳng định đương nhiên là chúng ta ăn uống sẽ không đủ đúng không anh chị,
Nên là có thể chúng ta cần xem xét những nguồn bổ sung. Và việc ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại bổ sung đúng không ạ? Có rất là nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái việc mà lựa chọn như thế nào, thương hiệu như thế nào cũng rất là quan trọng anh chị. Và ngày hôm nay Hiếu sẽ chia sẻ với anh chị một cái thương hiệu mà bản thân gia đình Hiếu đang sử dụng. Và cũng rất là nhiều người đã tìm hiểu sử dụng sản phẩm của thương hiệu này. Lý do là bởi vì là thương hiệu này là một cái thương hiệu vô cùng uy tín. Anh chị có thể mời anh chị sẽ xem một video clip giới thiệu về thương hiệu này đúng không ạ? Tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Tại sao chọn Nutrilite? Và vâng, cái thương hiệu mà Hiếu nói đến đó chính là thương hiệu Nutrilite anh chị. Và thương hiệu Nutrilite thì là có lịch sử phát triển là từ năm 1934, ra đời từ năm 1934, tính đến nay là hơn 80 năm rồi, chính xác là 87 năm anh chị, đúng không ạ? Và nó là sự kết hợp giữa tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, và là cái nhãn hiệu mà về thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 trên thế giới hơn 13 năm liền, tức là đã có hàng triệu triệu người trên thế giới đã và đang sử dụng sản phẩm Nutrilite đúng không ạ? Rất là được tin tưởng đúng không anh chị? Và Nutrilite là sự kết hợp tinh túy từ thiên nhiên ạ. Nutrilite, cái nguồn nguyên liệu của Nutrilite là từ các trang trại hữu cơ được chứng nhận trên thế giới. Và những cái trang trại mà được chứng nhận uy tín này thì rất là ít ở trên thế giới ạ. Và có rất là nhiều nhà sản xuất nói rằng là cái sản phẩm của họ là có nguồn gốc từ hữu cơ đúng không ạ? Nhưng mà thực sự để được chứng nhận ý, thì duy nhất chỉ có nhãn hàng Nutrilite thôi ạ. Khẳng định với anh chị điều này ạ. Và cái khâu quy trình sản xuất thì nó là một quy trình rất là nghiêm ngặt, 9 bước, từ gọi là quy trình khép kín ấy, từ việc trồng trọt rồi thu hoạch rồi chế biến ạ, là khi mà đưa đến tay người tiêu dùng những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm mà tinh túy nhất đấy ạ. Và đặc biệt là trong các sản phẩm của Nutrilite thì đã có dưỡng chất từ thực vật như phytonutrient ạ. Cái điều này rất là quan trọng. Và tinh hoa từ khoa học thì sao ạ? Nutrilite sở hữu các viện nghiên cứu Nutrilite và hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn cầu ạ. Và trong đó Việt Nam có một phòng thí nghiệm là ở trong nhà máy của Amway ạ. Và ở khu công nghiệp V-Ship Bình Dương 2. Và sở hữu cái đội ngũ nhà khoa học là 1.000 nhà khoa học và hơn 150 bằng sáng chế. Thì việc sở hữu đội ngũ nhà khoa học này đó là cái việc đầu tư mà vào chất xám ấy, tức là vào công nghệ rất là chuyên nghiệp đúng không ạ, rất là đặc biệt. Và có chia sẻ thêm anh chị cái thông tin về cái sự khác biệt khi mà bệnh thì chúng ta phải tìm đến thuốc đúng không ạ. Còn cái việc khi mà chúng ta dùng thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì sao ạ? Nó có sự khác biệt rất là lớn anh chị nhé. Thuốc là khi mà chúng ta cần điều trị bệnh đúng không ạ? Khi đã có sự chuẩn đoán của bác sĩ về tình trạng bệnh rồi. Và thuốc thì đương nhiên rồi, nó sẽ chữa bệnh đúng không ạ? Nhưng mà đồng thời nó sẽ có những cái tác dụng phụ, nó không giống như là thức ăn đâu ạ. Thì là nó sẽ cũng có những cái vấn đề ảnh hưởng đến gan thận của chúng ta đúng không ạ? Khi mà đưa vào cơ thể.
Còn thực phẩm chức, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì sao ạ? Nó được coi như là thức ăn ấy, nó là thành phần dinh dưỡng hàng ngày khi chúng ta đưa vào cơ thể thì sử dụng với cái lượng hợp lý thì rất là tốt, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta ăn uống thì chúng ta có cần đến bác sĩ không anh chị? Chúng ta cần có kiến thức thôi, đúng không ạ? Thì giống như việc chúng ta ăn uống thì nó sẽ hỗ trợ việc sử dụng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe này thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta có sức khỏe tối ưu hơn và đặc biệt là có thể ngăn ngừa bệnh tật, đúng không ạ? Và cái giải pháp mà ngày hôm nay Hiếu đưa đến các anh chị đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend hay còn gọi là chất xơ từ rau củ quả. Đó là cái sản phẩm mà gia đình Hiếu đang sử dụng và cảm nhận vô cùng tuyệt vời. Thì thông tin về sản phẩm như sau ạ. Nó một viên xơ này sẽ chứa là 1.700mg xơ. Trong đó có xơ hòa tan từ các loại rau củ quả, đúng không ạ? Các loại thực vật và 750mg xơ không hòa tan cộng với 200mg xơ hòa tan và có 700mg đường phốt, nó liên quan đến cái prebiotic là thức ăn cho lợi khuẩn ạ. Những ai cần sử dụng xơ anh chị? Những người có vấn đề về hệ tiêu hóa, đúng không ạ? Những người trưởng thành này và trẻ em từ 6 tuổi trở lên, những người bị táo bón hay ăn khó tiêu. Và cách sử dụng thì sao ạ? Chúng ta có thể dùng 1 đến 3 viên ạ. Và nhớ là uống với một ly nước đầy anh chị nhá. Bởi vì nó là cái bột đông khô từ các loại rau quả đấy. Khi mà đưa vào cơ thể thì là nó sẽ hút nước rất là nhiều. Nên là thông thường ý, như Hiếu sử dụng, Hiếu sẽ sử dụng vào buổi sáng với cả một ly nước ấm khá đầy. Cái viên này là nó không có chứa chất bảo quản hay tạo màu hương liệu nhân tạo, nên là chúng ta khi mà bảo quản thì cần bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Nhà Hiếu thì thường hay đưa vào tủ lạnh để đó. Và những cái trường hợp đặc biệt thì anh chị lưu ý là phải tham khảo ý kiến bác sĩ những cái trường hợp đặc biệt khi sử dụng đó. Còn bình thường như chúng ta ấy, là ở tình trạng sức khỏe bình thường ấy, thì nó giống như đồ ăn vậy ạ. Và Hiếu xin tổng kết lại cả một cái phần chia sẻ của Hiếu, nó cũng rất là nhiều thông tin đúng không anh chị, và hy vọng anh chị sẽ có được những cái thông tin mà có giá trị cho mình, đúng không ạ? Thì đầu tiên Hiếu chia sẻ về cái tình trạng mà tiêu hóa, đúng không ạ, táo bón, đúng không ạ? Thứ hai là Hiếu chia sẻ với anh chị về chất xơ và nguồn cung cấp chất xơ là sao ạ, là chất bột đường không cung cấp năng lượng và có nhiều trong trái cây rau củ quả. Và với cái thông tin này thì anh chị lưu ý là mình nên ăn nhiều trái cây rau củ quả hơn, đúng không anh chị? Và nhớ là đủ năm màu sắc ạ. Thứ ba là về phân loại chất xơ thì là chúng ta biết là nó sẽ chia ra hai loại, chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thì là mỗi loại là sẽ có tác dụng nhất định khi mà đưa vào cái hệ tiêu hóa của chúng ta, đúng không ạ? Và tầm quan trọng của chất xơ thì sao ạ? Chống táo bón này, phòng chống các bệnh đường ruột này, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết. Và hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng, đúng không ạ? Và nhu cầu khuyến nghị của chất xơ thì là 20 đến 22 gram chất xơ một ngày, đúng không ạ? Và hy vọng là cái phần chia sẻ của Hiếu đã giúp anh chị có thêm thông tin cho mình. Và sau phần chia sẻ này thì sẽ có một chị là chị là dược sĩ và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trong kiến thức trong chăm sóc sức khỏe và cũng có rất là nhiều trải nghiệm tốt trong việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe để cải thiện sức khỏe cho gia đình mình. Và chị sẽ lên chia sẻ với anh chị được không ạ? Và chị là chị Triệu Thị Triều ạ. Và Hiếu xin kết thúc phần chia sẻ của mình tại đây và xin mời chị Triều ạ. Xin chào các anh chị có mặt trong phòng Zoom sáng lẻ. Xin giới thiệu là Triều, tên là Triều. Và Triều hôm nay cũng xin chia sẻ về cái sản phẩm chất xơ mà Triều và gia đình đang sử dụng ạ. Thì cũng cảm ơn bạn Hiếu là vừa rồi đã đưa đầy đủ các thông tin về cái thành phần về chất xơ và tại sao lại phải dùng chất xơ. Thì hôm nay Triều giới thiệu đây là một cái lọ xơ, chất xơ của Nutrilite. Và thành phần có 3 thành phần chính, đó là chất xơ hòa tan, chất xơ không tan và thành phần quan trọng nữa là FOS, là cái thành phần là thức ăn của lợn khuẩn ấy. Thì
sau đây Chiều sẽ làm minh họa cho các anh chị xem là cái tác dụng của chất xơ là như thế nào. Em chưa nhìn thấy cốc nước của chị chưa nhỉ? Dạ nhìn thấy rồi chị ạ. Vâng, thì đây Chiều lấy cốc nước này là tượng trưng cho cái đường ruột của mình. Và đây là viên sơ. Viên sơ của Nutrilay ạ. Và Chiều sẽ nghiền ra. Và cốc nước này tượng trưng cho cái đường ruột của mình, thì có phải hàng ngày là chúng ta là ăn uống các cái chất ví dụ như chiên xào rán, thì cái đây là cái dầu mỡ này. Đấy, dầu mỡ tượng trưng cho mình ăn các cái đồ chiên xào rán. Chiều sẽ nhỏ vào cái cốc nước này. Em xin nhìn thấy giọt dầu chưa? Em nhìn thấy rồi ạ. Nước chưa? Mình nhìn thấy rõ giọt tàu lắm chưa ạ? Và bây giờ Chiều sẽ cho cái chất xơ này vào, tượng trưng là mình hàng ngày mình ăn cái chất xơ này vào cơ thể của mình này, vào cái đường ruột của mình này. Đấy, các anh chị quan sát cốc nước nhé. Có phải là cái chất xơ này mình ăn vào thì là nó sẽ nó như là một cái chổi. Cái chổi nó quét sạch cái đường ruột của mình, quét những cái chất cặn bã, ví dụ như là mình ăn đồ chiên sàn, chiên xào dầu mỡ này. Đấy, và các anh chị có phải nhìn thấy là nó cuốn hết các cái dầu mỡ xuống cái đáy cốc không? Đó đấy, thì cái viên sơ này tác dụng rất là tốt. Nó hàng ngày nếu mình dùng nó sẽ dọn dẹp, vì trong cái viên sơ này, trong cái viên sơ này nó chứa 13 loại rau củ quả. Thì hình dung là trong bữa ăn của mình có phải là mình sẽ ăn được 1 đến 2 loại là nhiều. Chứ không ai mà ăn được cái 13 loại. Thì trong cái sản phẩm này nó chiết xuất được 13 loại rau củ quả. Và vừa rồi bạn Hiếu có chia sẻ đấy, cái chất xơ hòa tan là cái chất xơ mà nó làm cho phân nó mềm. Làm cho phân nó mềm và nó sẽ dễ dàng đưa thức ăn tống ra ngoài, giúp thức ăn di chuyển và trong cái đường tiêu hóa dễ dàng. Thế còn cái chất xơ mà không tan ấy, thì là nó làm tăng khối lượng phân lên, làm tăng khối lượng phân và cũng giúp cho dễ dàng đại tiện và thường xuyên đó, và sẽ giảm các cái triệu chứng như là táo bón và sĩ đó. Thế thì cái chất xơ tan ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái bệnh này, hỗ trợ cho những cái làm chậm cái quá trình hấp thu các cái chất bột đường và cholesterol, thì để nó hỗ trợ cho cái bệnh mà như là mỡ máu đó. Thì cô bác anh chị đã được xem cái chất xơ của Nutrilay này, và hôm nay Chiều cũng sẽ chia sẻ thêm một cái phần và tiếp theo là cái thành phần là FOS. Nó là cái thành thức ăn của lợn khuẩn đó. Thì cái chất xơ hòa tan ấy, chất xơ hòa tan thì nó làm tăng các cái lợn khuẩn trong đường ruột mình lên, thì nó rất là tốt cho đường ruột mình, và trong đó nó lại có cái FOS là cái thành phần thức ăn cho cái lợn khuẩn đấy.
xin chia sẻ thêm là thực ra cái vấn đề này rất là tế nhị. Trước đây Chiều có cửa hàng thuốc thì Chiều cũng có rất là nhiều khách hàng đến và hỏi, người ta rất là ngại nói về cái vấn đề ví dụ như người ta bệnh sĩ và người ta bị táo bón. Nhưng mà mình nếu mà mình hỏi là chị có bị táo bón không thì hầu như khách nào cũng nói là không, chị không táo bón. Nhưng mà nếu mà mình hỏi là chị ơi, chị mấy ngày chị mới đi một lần thì có người để bảo 2 ngày, có người bảo 3 ngày. Như thế là đường ruột là có vấn đề là vì hôm nay Chiều chia sẻ là như này. Nếu mà mình nói là nếu mà còn là cái phân ấy, phân 5 sao ấy, phân 5 sao là như nào? Thứ nhất là phân có màu vàng. Đấy. Là thứ hai là phân là có mùi nhẹ. Mà không có mùi càng tốt. Đấy, nếu mà mùi mà nó nặng ấy hoặc là nó chua cũng không phải là đường ruột tốt. Và thứ ba thì là phân là thành khuôn, đi thành khuôn. Đấy, khuôn như là củ khoai đấy. Đó. Và tiếp theo là cái thứ tư là cái thời gian mình đi nhé, nó chỉ vào rơi vào 1 đến 2 phút thôi, chứ ngồi lâu quá không được mà nhanh quá không được. Đó. Thế thì đi cái thời điểm nào là tốt? Thời điểm 7 giờ sáng. Đi vệ sinh là tốt nhất và mỗi ngày đi 1 đến 2 lần. 1 đến 2 lần. Đó. Thế thì tiếp theo là cái phần thứ năm là cái phần độ nổi. Nổi là bảy phần chìm, 3 phần nổi. Khi mình đi phần mình thì mình để là 7 phần chìm dưới, 3 phần nổi trên. Thì đấy, thì hôm nay Chiều chia sẻ các anh chị là có thêm một cái kiến thức là để mình kiểm tra cái đường tiêu hóa của mình xem nó đang đúng được 5 sao như thế. Nếu ai được 5 sao thì rất là tốt, đường ruột rất tốt, mà đường ruột tốt thì sức khỏe sẽ khỏe mạnh. Đó, thì Chiều cũng xin chia sẻ với các anh chị như vậy ạ. Và phần chia sẻ của Chiều xin hết ạ, nhường lại mic cho MC. Dạ, em cảm ơn chị Chiều. Cảm ơn bài chia sẻ với những thông tin rất là bổ ích của Hoàng Hiếu và bà. Cái phần chia sẻ minh họa cái tác dụng của viên vitamin C, của viên sơ đối với lại cơ thể con người rất là tuyệt vời của chị Chiều. Hiền có thể xin một tràng số 6 từ các cô bác và anh chị để gửi lời cảm ơn tới Hiếu và chị Chiều được không ạ? Dạ, xin cảm ơn.